Mời các bạn ngắm xe Hyundai Accent nhé. Accent đời mới này. Accent Blue. Accent này bản này bạn nhập khẩu. Accent nhập khẩu. Số tự động bản là răng đúc số tự động. Là rằng xe là cạnh tranh với Atit lốp cùm hộp. Chúng đèn thấu kính, đèn gầm, đèn sương mù. Xe tích hợp và hệ thống đèn chiếu, đèn báo rẽ trên gương luôn. Các cái phím bấm điều khiển trên cành lái. Vỏ kính. Chốt cửa. Xem cái đèn báo trên gương. Bản này vẫn dùng nút bấm, mặc dù đây là bản nhập khẩu nhưng mà vẫn dùng các cái nút chìa khóa chứ không phải dùng nút bấm như đời phong cách hiện đại như chiếc i10. Trên vô lăng thì có tích hợp một số cái nút điều khiển media như là tăng lượng, tăng giảm âm lượng, ngắt âm và các cái phím chế độ đổi bài, cần gạt lấy chuyển đèn này. Rất là nhẹ nhàng êm, không có tiếng kêu ngoài. Xe Hyundai. Cái hệ thống nghe nhìn thì cũng đơn giản, có màn hình hiển thị thông tin, điều hòa cũng chỉnh cơ đấy các bạn. Đây điều hòa này. Các cái chế độ gió. Để nói gió trong và gió ngoài. Cổng AUX. Đây là cái phiên bản là sử dụng số tự động. PRLD không có chức năng. À đây có số mở này. Đấy. Số tự động. Có cổng AUX các bạn, cổng kết nối AUX USB, hai cổng châm tẩu. Tay lái không có gật gù. Tay lái không gật gù. Các cái cửa gió, điều hòa,
Đây cốp. Cốp để đâu? Xe này thì người bọc da rồi các bạn. Đấy. Bọc da. Bọc cũng rất là đẹp. Xe phải bọc da vì mùa lùm hôi rất là hôi. Đèn, đèn gương, hai bên đều có đèn, có gương cả, phụ bên lái, cái hộp đồ, hộp đèn kính, xe này có cửa lóc, đèn. Xe này có hộp tì tay, cái hộp tì tay này thì cất đồ. Trong đường đi mình có thể tì tay này. Thuận tiện. Nhìn chung đây chiếc xe khá rộng. Chưa có đợi các bạn. Ra đằng sau xem thêm độ rộng của chiếc xe. Cái ghế chỉnh về bằng tay à? Rất tiếc ở cái hàng ghế sau nó không có cái cửa, có cái khe gió thổi gió. Khoảng cách cũng rộng. Rồi. So với Altis thì chiếc này vẫn không lại được. Cái hộp để đồ. Xe này có ưu điểm là có cửa sổ trời, chân lì. Các cái phím bấm. Xe cốp nó rộng. Mở cốp sau. À, cốp rộng thế nhỉ. Cốp khá rộng. Xe không trang bị camera rồi, không có màn hình, có cảm biến nữa. Blue Accent 32 bản nhập khẩu. Xe 4 máy 1.6. Đồ nhập khẩu nhìn thấy dày dặn chắc chắn hơn hẳn. Sử dụng một quạt, quạt mát. Khuyên nên sử dụng dầu Helix. Bình móc quy 45A. Ui khổ. Cồn này.
màn tiết lưu rồi. Xe này nhìn này khá sửa chữa khá dễ, rất là rộng. Vào nước rồi chắc chắn đấy.